Hai, chào bạn quay tập tiếp theo của Power nha, nhưng mà đang được bị tấn công bởi bầy thú hoang. Đâu nhỉ? Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn coi cái con này nè. The best thú cưỡi luôn, mà cực kỳ nó cái level cũng hơi cao chút xíu thì mới có cái yên. Nhưng mà con này cũng không cao đó, mình có thể lấy con ngựa level 14 cũng được rồi, nhưng mà con ngựa này không thể nào không ngon bằng hết. Con này thì nó nằm ở level 26, anh em sẽ có cái yên của con này, anh em cưỡi rất là ngon nè, nhanh không? Nhưng mà con này thì anh em phải ghép với lại một cái con nó có cái option whip á, thì nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh hơn là cái con bình thường. Ấp trứng con này dễ lắm. Ok. À, đâu biết tôi muốn bể đầu. Ây da, trời ơi, bị chết ngay trong bay của mình luôn à, hay thật. Ôi, mấy con quái bây giờ nó mạnh ghê nhờ. Ồ, mình không ngờ là nó mạnh dữ vậy luôn. Ây da, muốn chết nữa luôn. Oh, down. Mà quên chỉnh cái bay tấn công nữa, tụi nó chỉ làm việc thôi à. Gì đây? Trời ơi, thấy ghê vậy trời. Cái bay đã tấn công của rồi. Ủa cái đây đâu rồi? Cái chuông của tôi đâu rồi trời? Ở cái chuông đâu rồi? Ôi, à, tụi này nó quýnh banh cái chuông luôn hả? Ghê vậy trời. Oh my god, quá trời con gãy luôn. Mình hồi trước mình xây cái chuông nằm đây nè, bây giờ quýnh banh cái chuông luôn rồi. À, cái chuông báo động mình xây ngay chỗ này là không biết sao mà nó quýnh banh cái chuông được luôn, hay thiệt. Bị thương nhẹ hên quá cũng được. Không tới nổi gãy. Hell, kiếm cái chuông không ra. What the hell? Xạo chó thiệt sự luôn. Để coi bao nhiêu con gãy rồi. Rồi cái đợt tấn công vừa rồi ghê á. Càng ngày hình như tụi nó tấn công bay là càng xịn á. Không có con nào chết hết cũng đỡ. Không có con nào chết cũng đỡ, nó nghỉ ngơi để nó hồi sinh lực thôi. Thả con Anubis ra rồi đó nha. Con Anubis này đỉnh nè. Thấy không? Có hung dữ với nghiện làm việc. Đó, con này là làm nó sẽ rất là ngon luôn. Chứ nó không giống cái con kia nè. Cái này tinh thần giảm 10 nè. Cái này tinh thần giảm 15 nè. Là nó chậm hơn là 25% giảm tinh thần nè. Hung dữ này tấn công thì coi như không tính đi. Nhưng mà cái nô lệ làm việc này mới ghê nè. Giảm tấn công tăng thêm 30% tốc độ làm việc nữa. Thấy ghê không? Cái con này mà không để làm việc thì để làm gì? Quá ghê luôn. Đó. Thấy chưa? Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn có con này mà sớm thôi, từ hai con cơ bản thôi anh em không? Từ hai con cơ bản thôi, anh em mới biết con Lambon không? Lambon là con này nè. Nè con Lambon này. Nè anh em thấy Lambon nó có những cái con ví dụ giống như là bảo vệ chẳng hạn đó. Anh em kiếm cho mình cũng được, hoặc là nếu mà có sweep cái nhanh chóng là nó có cái tăng tốc độ là 30% tốc độ chạy. À, cái này nè anh em kiếm con Lambon nào có tốc độ chạy đó cũng được, hoặc là anh em kiếm một con này đây, một con này có nhanh chóng, một con Cinnamop. Con Cinnamop này cũng dễ kiếm thôi à, không khó đâu anh em. À, anh em hai con này là anh em sẽ là có thể là giống như con này nghiện làm việc thôi nè. Tinh thần giảm 15 nhưng mà cơ bản là anh em lấy nào nghệ nhân cũng được nè, tốc độ làm việc tăng 50%, ghê không? Con Cinnamop này, con này anh em ghép được khá là nhiều con nè. Tốc độ làm việc con này tới 105 rồi, ngon ghê. Rồi anh em sẽ lấy một con nhanh chóng ra anh em, để trước tiên là bây giờ chúng ta sẽ lấy con này ra.
lấy một con rồng ra đây đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn một con Cinemop có cái tóc nhanh chóng vào nha. Rồi bắt nó, quăng vô đây. Nhớ là phải có một con đực con cái nha anh em, hoặc một con đực và một con cái. Để coi con này là con gì. Một con đực rồi thì anh em kiếm con Lambon con cái. Nếu mà bên em có nhanh chóng rồi thì con Lambon có bất kỳ option gì cũng được nha. Anh em có một con bướm nhanh chóng rồi thì anh em có thể con Lambon cái gì cũng được hết, tùy. Nhưng mà phải là con cái. Bây giờ mình thì cái bay của mình có cuộn cơ bắp nè, có cuộn cơ bắp con cái. Cuộn cơ bắp này thì nó sẽ không làm việc được, nhưng mà nó sẽ tăng được cái tấn công cho con đó đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy một con cái Lambon cái cuộn cơ bắp đó. Mình sẽ... rồi vô đây thì hy vọng là nó sẽ ra hai cái dòng này đó, một con đực một con cái. Giờ anh em lấy bánh kem. Bánh kem thì cũng dễ thôi đúng không? Nó bánh kem thì cũng dễ để lấy để làm đó thôi. Khi mà bắt đầu anh em bắt được con ong rồi đó thì bánh kem nó thoải mái. Bây giờ mình sẽ cho nó hai bánh luôn, mình sẽ cho nó hai bánh luôn để nó đẻ hai trứng. Hai trứng cái này thì nó cái trứng hai con này đẻ đó thì nó cơ bản là nó sẽ rất là dễ để kêu bằng gì ta, để ấp. Nó ngắn thôi à, chứ không phải là giống như trứng anubis đâu. Là nó bây giờ nó đang đẻ trứng nữa không, bây giờ chờ cái trứng nó chạy xong nó sẽ ra một cái trứng. Đẻ nhiều thì tốt thôi chứ sao đâu nè bạn, mình có thể nâng cấp cái con này lên mà đúng không? Rồi bây giờ mình đi sửa đồ giáp lông. Đó hai hai con này nó cơ bản là cũng dễ dễ. Ui, hết đồ ăn luôn hả ta? Hết đồ ăn luôn rồi. Lấy bánh mì hay là cái gì đó để cho tụi nó ăn được. Đây có 110 ổ bánh mì đây, lấy ra 10 ổ để vô đây cho tụi nó ăn, dinh dưỡng 27 đó, cho tụi ở trong team mình ăn đang đói. Mình cũng sẵn tiện luôn mình làm thêm một số cái nữa. Cái này là sữa với bột mì ngon ghê không? Pancake mình sẽ làm khoảng 10 cái này đó, cho thổi lửa đi. Còn bên đây là mình làm bánh kem thôi, còn đây là mình kêu bằng gì để làm cái nấu sắt đó. Bà coi trứng này chỉ cần vậy thôi, hai con này thôi là anh em sẽ có một con cưỡi ở level 26 có yên, 26 có yên, mà gọi là con cưỡi đi bộ gọi là đỉnh nhất của nha bạn. Gọi là mình có thể có được con này sớm ở 26 là anh em có yên này đó, rất là ngon. Và bắt buộc là anh em phải có một cái nhanh chóng nha để tăng tốc độ chạy nha. Nó cho nên là rất là đỉnh luôn. Bây giờ là mình level 30 rồi, phải không? Level 30 rồi mình có giường tốt. Giường tốt này là vải à, căn à. Để coi nhiệm vụ là cái gì, tại vì bây giờ nhiệm vụ nâng cấp cái này lên là nó tầm dây chuyền sản xuất vũ khí và suối nước nóng là nó còn nữa bạn ơi, level 32 lần thì phải. Xuống nóng 31, dây chuyền sản xuất vũ khí là 32, đúng rồi. Rìu và mũ, cái này là nó sẽ đào khoáng, cái này nó sẽ tăng tỷ lệ đào khoáng của anh em lên, khá là ngon. Nhưng mà đào khoáng này là nó mình sẽ xây ở cái bay bên kia. Mình sẽ xây ở cái bay bên kia nó hợp lý hơn. Tại vì sao? Cái bay bên kia là nó đào khoáng á. Mình sẽ đi qua đây để mình trước tiên là mình để coi mà cái hướng đồ của nó là cái gì vậy ta, đâu rồi? Đây. Gỗ 50, đá 50 và sắt 50. Rồi, gỗ 50. 46 à. 46, gỗ 60, đá, đá bên kia có. Gỗ không có thôi chứ đá bên kia có. Mình sẽ lấy thêm 4 4 cục này nữa. Rồi, rồi. Đi qua kia bơi xây xây trước, đi qua kia xây trước tại vì chắc chắn là cái căn cứ mà đào khoáng của mình bên đây là tụi nó đang đào rất là cực lực phải không? Đó, về ở trong rương nè, 200 mấy cục cũng được đó nha. Ok, rồi ở đây mình cũng có giường ngủ rồi các thứ các loại nè. Bây giờ mình sẽ xây cho nó ở đây một cái này.
cái này sẽ tăng tỷ lệ đào khoáng lên nha. Nó sẽ đào nhanh hơn. Tụi nó đào nhanh hơn là ok rồi. Nếu tụi nó đang đào nhanh hơn là được rồi. Tụi bay đập đi, đâu. Đó, bỏ này vô cho nó ăn. Bây giờ bạn thấy không? Bên đây là cho ăn bánh mì không? Thấy sang. Bên đây là dạng mình cho ăn bánh mì không? Không phải giỡn đâu nha. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ lấy một con cưỡi và mình cố gắng ghép vào Anubis xịn. Và thêm mình cố gắng làm thêm những con mà có thể giai đoạn đầu anh em rất cần á, đặc biệt là những con mà nó giúp cho anh em làm việc ở nhà với những chỉ số mà nó ngon từ đầu. Cái bay của anh em nó sẽ ổn định, nó ổn định hơn. Bây giờ thì nói chung là cũng rất là dễ để làm ra những con đó thôi, chứ không phải là khó. Nhưng mà đặc biệt là sao, những cái con này anh em cần phải có từ đầu, càng sớm càng tốt, thì nó sẽ giúp cho anh em làm việc không. Giống như những con này bạn thấy nó đập không, ba con nó đập chứ không phải giỡn, nhưng mà thật sự nó xây rất là lâu, tại vì làm việc nó có một thôi làm việc nó có một thôi Còn nếu mà anh em có những con mà nó hai hoặc ba đó, thì anh em sẽ có những cái, gọi là sao, kiểu như đời sống anh em nó khỏe hơn, nó khỏe hơn nhiều luôn chứ không phải giỡn luôn nha, khỏe hơn nhiều luôn á. Và đặc biệt mình phải có một cái gọi là nghiện làm việc, tăng tốc độ làm việc, và cái giống như là gì đó, cái hồi nãy mình nói là cái gì quên rồi, nô lệ làm việc hay là gì đó, đó kiểu như vậy, tăng tốc độ làm việc lên. Trời ơi, bạn coi nó đập chán luôn á, đúng kiểu đập mà chán luôn nè. Rồi đập có cái này không mà bạn thấy không, cái này mà ở bên bay kia chút một giờ mình xây cho bạn coi, chừng khoảng xíu là xong. Rồi chừng khoảng xíu là xong liền. Thôi chừng khoảng xíu là xong liền. Còn bạn coi đập đây nè, có đập về nè, chừng nào mới. Đó, phải không? Cái bay này đào đá, đào quặng cũng được lắm. Nói chung là mình cũng set up cái bay này ok. Đó, tăng tỷ lệ đào quặng lên rồi đó. Bây giờ tụi nó đào là nhanh hơn rồi đó. Đó, thì nói chung là tụi này đào cũng khá là nhanh rồi, tại vì bạn biết sao, là nó toàn là những cái con thứ dữ không nè. Con này đào quặng 2 nhưng mà con này đào quặng 3, thấy ghê chưa. Đó, con đào quặng 2, con đào quặng 3, cho nên đào nó cũng đã nhanh rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn nhanh hơn nữa. Cái này mình sẽ lấy một phần nữa ra, 107 được không ta, 100 thôi, 907 là bị gì vậy? Quay về bên kia lấy trăm này để về bên kia nấu nung nung xếp sao ngon. Bên đây là ô tô làm việc, bên kia thì cứ nung liên tục sướng nhỏ. Rồi để coi bánh mì, bánh này lấy bỏ vô đây. Cái con này dinh dưỡng 42 khá ngon. Là mình lại đây mình coi coi hai con này nó đẻ tới đâu rồi. Đó, mình có một cái trứng này nè, cái trứng thường thôi bạn, cái trứng này mình nhìn thấy cái trứng thường vậy thôi, chứ nở ra là nở ra cái con cưỡi đó đó. Cái con phan lớp thì có 5 phút thôi đó. Chút mình sẽ cho bạn coi. Càng nhiều càng tốt. Bây giờ mình có hình như có hai con phan lớp thì vậy. Ở trong đây mình có một con nữa nè, giờ cũng có nhanh chóng luôn, con này cũng có nhanh chóng luôn, nhưng mà có thêm dòng máu rồng. Mỗi mỗi con nó sẽ có một option khác á, kiểu như vậy. Hai con rồi, bây giờ thêm đó là một con nữa là ba, vậy thì kiếm một một bánh nữa đi để làm bốn. Bốn làm gì? Bốn để mình có nâng cấp nó ở trong cái kia đó, có thể nâng cấp nó trong cái máy nâng cấp á, cho nó lên thêm một sao nữa cũng cũng ngon. Tóm lại là nó nâng chỉ số là nó nhanh hơn hết bạn ơi. Rồi bên đây thì bây giờ mình đang kiếm đi kiếm len để mình làm cái chỗ ngủ sướng cho tụi nó. Cái chỗ ngủ sướng thì vậy quan trọng đó bạn, cái len của mình sắp hết rồi nè. Cái len của mình sắp hết rồi. Rồi cái con này ở đâu mà nó bú ác vậy, chưa bú đẫm vậy ta. Ủa nó đứng ở đâu vậy nè, bạn có đang làm việc nè. Nó đang làm việc đâu, nó đang vận chuyển bên kia. Con Anubis này là một trong những con mà bạn đỉnh cho ghê luôn, bây giờ vận chuyển với làm việc á, đào khoáng đồ này kia là nó số 1 luôn rồi đó. Nè Anubis này ngon không? Quặng nè, đào bây giờ đá với lại gỗ của mình bây giờ không có thiếu rồi bạn ơi. Vậy bạn muốn bao nhiêu là có bao nhiêu.
Gỗ thì được nhiều hơn tại bay của mình nó được như bạn coi là còn nó đào đá mà. Đào đá ba nó khác phải không? À, đào đá ba nó khác. Sao lại có con lại bị đói bụng nhỉ? Sao lại có con nó bị đói bụng nhỉ? Hình như con nó bị kẹt ở đâu rồi. Đi ăn đi em. Con này để coi nó làm một cái trứng chưa. Chưa, sắp 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 thôi chứ chưa. 5 phút thôi là được liền. Bây giờ mình để coi mình level 30 rồi, mình sẽ đi lia một con boss khác. Mình sẽ đi lia một cái này là dụng cụ này là sẽ là thủ công là nhanh hơn. À, thủ công là nó sao ta? Một cái dạng là đặt trong căn cứ để cải thiện tốc độ làm việc thủ công là nó làm cái bàn tay á. À, làm bằng tay nó sẽ giúp mình làm nhanh hơn. Ta thấy không? Xong rồi, ok, mình đi đặt cho nó hai chỗ ngủ sướng nữa. Một chỗ ngủ sướng. Hai chỗ ngủ sướng nữa. Vẫn được một chỗ nữa, ngon 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 rồi, được một chỗ nữa ngon đấy. Cái này nó kẹt rồi. Ba chỗ ngủ sướng. Ok. Thiếu à, thiếu vải à. Đó, mấy chỗ ngủ này nó sẽ hồi tinh thần ngon xịn hơn mày không? Đó, nó sẽ hồi tinh thần ngon hơn. Ok. Tụi này mới có nửa đường đi. Tối à. Có con tôm bát thì làm việc ác thiệt luôn á, mấy con làm ban đêm nhìn sướng lại. Dạ thôi đó, thêm một chỗ ngủ nữa. Ừ. Bây giờ mình cho nó ngủ sướng hết rồi, ai cho ngủ khổ đâu, có mấy con ngủ khổ bên đây thì tội nghiệp thôi. Mình ra đây mình hủy hết mấy cái này đi luôn. Nào, mình ra đây mình hủy hết mấy cái này đi luôn. Giờ cho là cho ngủ sướng hết. Rồi đi ra đi qua qua ngày mới thôi cho nó bắt đầu làm việc lại cho ấp trứng nó cũng dễ hơn nữa. Để lên một cấp bay nữa mình sẽ để con cừu vào làm việc lại. Mình sẽ để con cừu làm việc lại chứ, để bây giờ hết len, hết len xây mấy cái áo giáp rồi hay này kia là gần như là không được luôn. Cho nên là bây giờ bây giờ mình phải vô mình chế cái yên con này. Yên con này đây, con này cái yên level 24 thôi nhưng mà cái này xịn đó bạn. Xịn đấy, không có giỡn đâu nha. Tao bây giờ chế yên thử coi nó thiếu đồ gì yên đây đúng không? Đây đây, cái yên con này là mảnh bone dầu chất lượng 20, thỏi kim loại 50. Con này nó sẽ gọi là bắn, hiểu không? Bắn bắn súng ngầu đấy, súng phóng lựu mà bạn, chế cho nó một cây súng phóng lựu rồi. Nhưng mà con này bạn thấy không, lâu vãi, làm yên thôi cảm giác như lâu vãi đái luôn ấy, chứ chẳng đùa. Level 30 rồi, bây giờ thoải mái hơn rồi. Rồi đi đâu ấy, để nhà cho nó làm đi. Mình cũng ở đây 70% thôi, lấy cái này chọn thêm nữa, trăm nước nữa. Mình dựng cái này lên là để làm nông nghiệp nó nhanh, trồng mấy cái đó nó nhanh. Ở đây có một trứng rồi nè, một trứng thường nó không nhảy ra đây. Đặt trứng vô là xong nè, bạn có trứng thường 5 phút là xong rồi nè, mình nở nè, ấp ngon lành nè. Nè, một fan lớp thấy không, cuồng cơ bắp và nhanh chóng, cuồng cơ bắp nhanh chóng thôi chưa, nó sẽ ngon hơn đó. Bây giờ là cứ vậy là anh em sẽ có nở ra liên tục, có con cưỡi nhanh chóng nè. Nếu mà chỉ con này nó có nhanh chóng thôi là sẽ ok rồi bạn. Đó nè, một nhanh chóng thôi đó mình như vậy nè. Với lại con này nó có hai nhảy hành lần hai trên đây, với lại nó có một cái chiêu lao stem bếp rất là mạnh luôn nè. Go. Đó, cái con này nó sẽ giúp anh em mở map thoải mái. Ok,
cầm được con này rồi thì anh em đừng lo gì tới cái vấn đề mà gọi là map mủng này kia hết, nó sẽ đi được hết tất cả luôn. À, nó sẽ đi được hết tất cả những gì mà anh em muốn luôn, anh em muốn nó đi đâu thì nó sẽ đi được tới đó. Ok. Đó, anh em chỉ cần có con này thôi là xong, là map là anh em khỏi khỏi phải bàn ha. Đó, một con dịch chuyển. À, con dịch chuyển này level 30 nè, Warset. Con này cũng level 30, 31. 45. À, Anubis 47 lần. Rồi à, bây giờ đi con Warset trước đi. Ông con này nữa, con này cũng được nè, con này level 31 rồi, thôi lượm con này trước đi. À, level 31 lượm con này trước. Mình có Anubis xịn mà mình đâu có ngại. Rồi chút mình về mình phải gọi là mình setup một con Anubis nhiều cái option hơn nữa. Con Anubis bây giờ ở trên người của mình á, con này nó chỉ có cái gì quên rồi nè, cuồng cơ bắp thôi, nhưng mà nó được có cái là nó tăng 30% tấn công á, là nó cũng đủ rồi. Mình phải cần có thêm hung dữ nè, rồi phòng thủ nữa, nó có nhiều nhiều thứ phải phải cần thêm. Bây giờ mình chỉ cần ép ra những con Anubis nó có những cái đó thôi, xong mình cho những Anubis nó lai vậy với nhau là được, đúng không? Đó, bây giờ mình đi săn boss trước đi, rồi mình từ từ mình tính mấy cái đó sau. Không có con này rồi thì anh em chạy thoải mái không? À, khỏi lăn tăn là vấn đề mà gọi là mở map với lại đi cái gì nữa. Con này kể cả mai sắp mai mốt mình sẽ ép một con có cánh bay ngon nữa. Còn con này là chỉ đi bộ thôi, còn một con có cánh ngon nữa. Con này đi bộ thuộc dạng là S các bạn, à, gọi là chạy, gọi là cưỡi, gọi là S đó. Ủa. Mình đi nó hơi quá luôn bạn ơi. Con này đi nhanh quá, đi lố luôn. Con này hình như nằm dưới dưới kia chứ không phải ở trên đây nữa. Chứ là đi băng qua núi đó, hình như là nó nằm dưới đây nè. Ừ. Con này hệ điện đúng không ta? Đúng rồi, điện thì mày chết rồi con. À, điện thì mày chết rồi, tại vì điện bởi vì sao? Anubis của mình là nó hệ điện gọi là chúa tể khắc khắc hệ điện luôn mà. Đó, quýnh nè. Ôi, hết cung nữa chứ, lấy súng. Vô. Đổi banh luôn. Banh này chắc là xin bắt banh đỏ thôi bạn ơi, chứ con này banh vàng không ăn thua rồi. Không, Anubis làm hết. Cầm được Anubis rồi thì đi thoải mái lắm. Bạn sao dí tao? Sao dí tao vậy? Ghê không? Nó bự gì mà nó bay bay được hay vậy ta? Ôi, anh biết hai điện bạn ơi. À, bạn tuổi gì? Gì vậy nhỉ? Sao con này mới bye bye nhìn gà lớn ghê vậy nhỉ? Thôi đừng dí tao nữa. Nó biết ơi, cứu, cứu anh. Nó đá anh kìa. Không, cái này mình tự làm được rồi bạn ơi, không cần phải Anubis nữa. Cái này mình setup 2 viên nữa là mình có thể bắt được nó rồi. 3 viên đi. Tám được đấy, 1 viên nữa được. Mình chín 30%. Bye bye, bye bye. Bánh đỏ bắt không được, bánh bánh vàng bắt được với tục. À, bánh đỏ bắt không được, bánh vàng bắt được với tục. Mày bắn cái mày chắc chết luôn quá.
3%. Yes. Nói đoạn cả giết rồng nhanh nhẹn. Cái này cũng bình thường. Nhưng mà nhanh nhẹn cả một điểm. Cũng bình thường, không có gì hết. Rồi, bắt xong một con level 31. Con này thì đỉnh các bạn ơi. Con đó nó không có cái option nào khỏe hết á. Con đó nói chung là cũng là một trong những con boss và giai đoạn trung bình rồi đó. Ổn định rồi đó. Nếu mà muốn mà bắt được con đó thì hoặc là like được con đó ra thì cũng được, chứ không phải không cũng không phải khó đâu bạn. Dễ thôi à. Rồi thêm một con nữa. Đã xong boss 31 nha. Từ cái con đó mình cũng có thể like ra nhiều con lắm, nhưng mà option nó như vậy thì thôi. Option nó như vậy thì cút, ai thèm. Rồi, ok. Rồi. Rồi cái này hết bánh rồi đúng không? Để mình up ra 3 con thôi mà. Này bấm lộn nút thôi. Bấm lộn nút nó phang đi ác thiệt. Rồi, vô đây. Giữ trứng này ra thêm một con fan lớp cho nó ra option gì? Rào cản, thợ chặt gỗ, cuồng cơ bắp. Wow, thợ chặt gỗ, cuồng cơ bắp này thua. Thua tại sao? Nó không có nhanh nhẹn. Nó không có nhanh nhẹn thì thôi. Chắc chắn là chúng ta không dùng được rồi. Bắt buộc con cưỡi cho anh em phải có nhanh nhẹn thì anh em mới nó mới nhanh. Nhiều khi nó ra cái option mặc dù là hai con khác nhau nhưng mà nó có tỷ lệ ra khác á. Con này thì thua, con này không làm việc được luôn. Nhưng mà nó tăng hiệu quả chặt gỗ người chơi. Con này chủ yếu để nâng cấp lên thôi. Không có gì hết. Con này thì không có hiệu quả gì hết. Con này phế. Chắc chắn luôn. Tại vì nó đã cuồng cơ bắp rồi thì không làm dùng làm gì được hết á. Ngoài việc cưỡi, mà cưỡi thì không có nhanh nhẹn thì chắc chắn là không ăn tiền rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để ngược lại. Để ngược lại đây. Cho hai con này vào. Hai con này là nó cuồng cơ bắp nên nhanh chóng này cũng khá ổn. Chủ yếu là cuộc cơ bắp cũng được thôi. Tại mình giữ nó, mình đâu cho nó làm việc đâu. Rồi Anubis thì bây giờ Anubis thì chúng ta có hai cái cơ bản để ghép. Anubis thì mình có hai cái cơ bản là đây mình có con Anubis hung dữ và con Anubis này của mình là cuộc cơ bắp. Hung dữ thì nó sẽ có cái tấn công 20 nữa. Mình sẽ cho hai con này like với nhau. Hai con này like với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai con này thì nó sẽ thành như vậy từ từ nha. Ok, con này và con này ra đây. Mình sẽ cho con này vào đây. Một con. Con này là nó sẽ là nó đã có cuồng cơ bắp rồi. Bây giờ mình sẽ cho quên nữa con này từ từ. Con này đực chết rồi. Nếu mà đực thì con kia cũng đực luôn thì ăn cứt à. Từ từ nha, để mình coi coi. Ồ, hai con đực hết luôn. Mình vẫn còn một con đực ở đây nữa. Như vậy thì ba con đực thì thôi xong rồi. Không ăn tiền rồi bạn ơi. Vậy bây giờ mình phải... Quên coi cái giới tính. Cái đó mình quên coi đó. Cuộc bắp bỏ vào đây. Hai con kia bỏ ngược vào đi. Mình phải kiếm một con mình phải ghép một con Anubis nữa bằng một con một là sao? Anubis nó có rất nhiều cái công thức để ghép. Anubis nó có rất nhiều công thức để ghép. Một là sao? Gì thường thấy nhất á là Bushi với lại con Banking, hai con này á ghép lại với nhau. Thì nó sẽ ra thành một con Anubis đó. Nhưng mà bây giờ Bushi với Banking của mình Bushi với Banking của mình đang
không có cái option nào ngon cả. Bushi với Penking, con này cũng được, con Netwing này với lại con này thì nó sẽ ra thành con gì ta, Rayhorn. Cái này cũng ra Anubis được nè, con này nó sẽ ra Anubis hung dữ. À, cái này nó hung dữ nè, không tư duy tích cực. Vậy là mình sẽ cho hai con này vào trong ghép để hy vọng ra một con Anubis cái. Mình sẽ cho hai con này vào cái đã. À, hy vọng là sẽ ra ra một con Anubis cái để mình ghép ghép chung với lại con Anubis cuồng cơ bắp của mình. Thì trứng Anubis thì nó hơi ấp nó hơi lâu, cho nên mình quyết định là mình sẽ đẻ khoảng chừng 5 trứng luôn. À, mình sẽ đẻ khoảng chừng 5 trứng luôn để mình ấp một lần, tại vì ấp trứng Anubis là nó thường thường nó hơi hình như là 3 tiếng luôn thì phải. À, mình thì không nhớ rõ nhưng mà nó khoảng đó. Đó, hai con này thì do cho nó vô đi, mình sẽ lấy bánh kem. Bánh kem mình chuẩn bị sẵn rồi. À, bánh kem mình chuẩn bị sẵn rồi. Cũng ổn định đó bạn, thấy không? Sẵn tiện lấy 5 trứng luôn, 5 bánh luôn, để vô luôn. Để 5 trứng luôn. Đó, mình sẽ để 5 trứng luôn. Tha hồ đi em, tha hồ đi nha. À, cái trứng này thì nhanh lắm nhưng mà trứng Anubis thì nó khác. À, trứng Anubis thì nó khác đó. Rồi à, mình có thể có một cái công thức khác để ghép Anubis nữa là cái con này. Cái con này là con nào đâu nè, mình có quá trời bushi luôn mà chỉ là cục cơ bắp thôi. Nó có một công thức khác là cái công thức con nào quá rồi ta. Đồng hồ, con này điện làm với lại chặt cây vận chuyển. Ồ, con này cũng được nhưng mà ăn bố ăn ăn bốn hả? Ăn bốn thì hơi ấy nha. Ăn bốn thì cũng hơi ghê đấy. Vận chuyển ba chặt gỗ. Điện thì có thể thay con này cũng được, chó thì đang đẻ rồi. Netwing thợ chặt gỗ, trời ơi. Để coi coi nó nằm ở cái vị trí nào cho nó dễ. Cái con đó ta, mình nhớ là mình có một con. Con banking của mình không có cái option nào ngon hết. Dữ. Sang lớp này cuồng cơ bắp và nhanh chóng, cái này cũng khá ngon. Nhưng mà cuồng cơ bắp thì nên nhớ là nó không có. Ủa sao con này đẻ ra cái không vậy? Nghệ nhân đó. Mình nhớ là mình có một con in đi kia mà. Đây con này. Con này thì để con này thì nó sẽ là có cái này và con này có thể ghép với lại một con su phen. Su phen đó thì có thể bắt. À, còn không thì có thể là Atrox. Atrox này nhưng mà Burin thì chưa có. Mình có thể đúng rồi, con này nè. Con này nhớ rồi, công thức là con này, hai con một trong con này, một con này. Kết hợp với lại ca lẹp là con này, nghệ nhân. Nó cũng ra nghệ nhân tốc độ làm việc 50. Damn, vậy thì ngon quá. À, tốc độ làm việc 50 nó ra Anubis tốc độ làm việc 50 thì để vào thì wow. Nghệ nhân với lại nghiện làm việc này mà kết hợp lại được với nhau nữa thì nó lại tới công chuyện luôn, nô lệ công việc nữa. Wow. À, vậy thì thôi mình để riêng ra. Con này nhớ rồi nha, ca trẹp đúng không? Ca trẹp này mình cũng có mấy con á. Nhưng mà không có mấy con này thì không có option. Lười biếng. Nhưng mà lười biếng này là thua rồi. Nghiêm túc này là tăng tốc độ làm việc tăng 20. Wow. Vậy thì cũng được đấy. Cũng được đấy. À, bây giờ quay lại đây coi đẻ trứng tới đâu rồi. Hai bay đẻ nhiệt tình nha. Hai bay đẻ nhiệt tình nha. Tao đi vòng boss cái đã. Cuồng cơ bắp với nhanh chóng cái này thì bình thường, nhưng tư duy tích cực thì cũng được đó. Rồi thì mấy cái con này thì bây giờ mình có con này là quá ngon rồi. Nhưng mà mình phải phải thêm option vô cho nó, thí dụ như là nó có nhiều cái option gọi là nhanh lắm bạn. Nó có nhiều cái option nhanh lắm.
mình ghép thêm cho nó nhiều cái cũng được. Bây giờ xây cái này lên đó hả? Xây cái này lên, xây cái này lên ở cái bay này. À, bộ phận cổ đại thỏi kim loại của cũng dễ. Ok, này nó hơi to, nó hơi to, xây ở đây đi. Rồi, vải nó bắt đầu thiếu rồi đó. Cái bay một kia thì mình bụi hết rồi thì chắc là nó cũng phải vậy thôi, mình phải xây mới thôi mà. Mấy cái này để nâng cấp lên đó. Cái này thì mình sẽ sử dụng, ví dụ như mình nâng cấp con này đi. À, mình nâng cấp con này lên thì mình sẽ có những con này để mình nâng cấp nè. Đó, 1, 2, 3, 4. Đó, mình nâng cấp lên đủ thì nó sẽ nâng lên thành máu tối đa, tấn công, phòng thủ cũng tăng nữa. Win and loud 2. À, chiết xuất đầy đủ này, nó sẽ chiết xuất để nó tăng thêm 1 sao thôi. À, đâu có gì, chỉ tăng thêm 1 sao vậy thôi. Nhưng mà mấy con này bây giờ mình đang coi coi, ví dụ thợ chặt gỗ rồi thì nó đâu có gì đâu, nhanh chóng quá trời nha, những con nhanh chóng luôn, con nào cũng có nhanh chóng hết. Nhưng mà mình thí dụ mình ghép những con nhanh chóng này lại với nhau á, mình cho nó phối với nhau á, thì nó không biết nó sẽ có ra option gì thêm hay không. À, nếu mà nó thể loại mà nó có hai 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 cái nhanh chóng á, thì cũng dữ ha. À, cũng đỉnh đấy. Ủa sao vậy, cái con chim kia đâu rồi, ai mượn mày vậy? Tao tao mượn mày đi ăn hả? Tao kêu mày đi vô đây để đẻ nha. Ủa đó, lâu lâu nó bị lỗi ảo không mày, lâu lâu nó bị lỗi con chim này, thấy ghét thiệt luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy con chim ra, lấy con này ra luôn, bỏ con này vô trước. Ok, hư cái bánh kem của tao là tao đá vô mỏ mày đó. Mấy cái bánh kem là ủa nè, lỗi thấy không, là bạn nhấc vô đây nè, rồi bạn quăng nó vô đây luôn nhưng mà nó lại không nhận nè. À, thấy không, nó bị lỗi các bạn, nó bị lỗi lỗi. Bây giờ chỉ có nước mà lấy ra thôi, lấy ra để con này vô. Đó, nó như vậy, nó có một con đực rồi, nó sẽ bay trong đó. À, khổ thiệt. Chó, lấy con chó lên. Con chim bay đi đâu nữa rồi? Đó, đúng rồi. Nhưng mà con chim đi đâu rồi? Như đi ăn rồi phải. À, như đi ăn rồi. Lại lại từ từ tắt cái bay tấn công chứ, để mấy con thú đi gần gần đó là nó quýnh luôn. Nó tập trung vào công việc là hợp lý nhất. Đổi thêm cho tao thêm 100 cục này nữa đi. Ok. Trời ơi, sao cái này nó không có chứa mấy cái này vậy? Áo này thôi bỏ mẹ đi. Ok, sừng. Sừng. Xong. Tối rồi, tính đi săn boss mà tối rồi. Boss bây giờ con này đã xong rồi đúng không? Bây giờ tiếp theo tới con này, Worset. Con Worset này thế vậy chứ nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm á. Muốn luyện level thì bây giờ chỉ có nước là đi bắt thú thôi. À, đi bắt thêm nhiều con nữa. Ủa, có thể nào nhanh hơn chút xíu không tụi bay? Để tao bỏ cái trứng vô kia cho nó lẹ. Chứ mà đứng đây chờ một hồi thế nào cái trứng nó cũng lâu lắm nó mới nở nha. Có một cái trứng to.
bỏ cái trứng to vào. Trứng to này 1 tiếng 20 phút cũng được, trứng đá. Rồi tiếp tục đi nha, tiếp tục đi nha, tiếp tục đi. 5 bánh lận, để 5 trứng đi, 5 con. Rồi mà cái súng bông lụ này không có thằng nào làm hết vậy bộ, bắt tao tự làm hay sao vậy? Rồi đốt coi riết rồi, có con bị đói bụng rồi, có con bị đói bụng là nó đang bị kẹt ở đâu đó, nó không có về nó ăn được á, mình phải kéo nó về cho nó ăn. Wow, mình có nhiều thứ quá, nấm mà quá trời nấm luôn, sữa nấm sữa nữa nè, làm cho em bị mấy chục ổ này nữa đi, ta đem qua bên kia để cho tụi kia nó ăn. Mấy bó kia mới lia hết rồi thì giờ chắc là cũng lâu lắm mình mới lia lại được. Hai trăm. Phải cho tụi này ăn gấp các bạn, đừng có cho để tụi nó đói là mệt lắm. À, 200 ổ bánh mì tha hồ mà chơi em ơi. Đó, đập đi bạn thấy không? Đập ghê không? Xoáy vậy mới ghê lắm các bạn, vậy xoáy vậy là nó rụng mấy mấy mảnh này à. Bây giờ chờ mấy con đe đi lụm tới thôi. Sao mày ngủ đây? Lên giường ngủ hết rồi. Vậy tao cũng đi ngủ luôn, ở đây mình có sẵn cái giường luôn mà bạn. Ở đây có sẵn cái giường luôn mà, đi ngủ luôn. Ôi, chui hết ra đập ngay rồi, ghê vậy. Thái độ làm việc vậy tốt á, chịu quá nha, ưng á. Con nào mình đã ở đây một đống rồi, ở đây nó chưa có lấy nữa sao. Nhưng mà phải chờ mấy con vận chuyển vô rương cái đã. Giờ về nhà cho nó nung thêm mớ 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 sắt nữa. Giờ có cái chỗ farm đó thì quá ngon rồi, 500 cục chưa đang chờ nung. Nung 700. Nung 700, con này làm cho tao khoảng chừng hết hết kem là cái gì? Bột mì à. À, hết bột mì à, được vậy thôi. Vậy thì tao sẽ đi làm bột mì ở đây rồi, nó sao mà hết được nhờ. Ui, hết bột mì thiệt luôn các bạn ơi. Ủa tụi này phiêu kiểu chó gì mà hết bột mì hay vậy trời. Ồ, vô lý nha. Trồng trồng cây đi. Bắt đầu là thấy thiếu thiếu bột mì, nói chung là làm do mình làm bánh kem nhiều á, cho nên là bột mì này kia đó, với lại cho tụi kia ăn nữa, cho nên là cũng đang hơi thiếu. Đã trứng xong chưa, đi đâu ấy? Trời ơi, còn lâu lắm. Rồi đi Worset. Worset này mình cũng sẽ bắt thêm mấy con Mosada nữa. Mosada này, mấy con này thì mình sẽ về để mình ép con, nó có option ngon đó, mình sẽ về để mình ép cái con Anubis. Ok, có option ngon dễ Anubis với là cá trẹp. Linh hồn nhỏ ý, ngon đấy, cái này chắc chắn là level cao đúng không? Cái này là cái hang nè, hang level 29 vô luôn, ngồi quất luôn, ngại gì bạn. Rồi quên nữa. Mày. Ở trong đây mấy cái quặng này nhiều nè. Quặng này ngon không? Phi bát hả?
đi em ơi, đá phi bát một cái đi cho tao, cho tao bắt nó coi. Cái ghê vậy, ôi hụt luôn mà, ôi con phi bát ảo ma Canada, né né, ôi da này trong đây, ảo ma Canada, ảo ma Canada. Bắn cái chắc chết luôn á, trời đất ơi, dữ vậy anh trai, dữ vậy. Lúc nào đó, quen lắm nè, cái khúc này quen lắm nè, chia ba đường nữa chứ không phải giỡn đâu nha. Ôi, hơi giật, hơi giật, hơi giật. Ý da, hụt kìa. Vậy mà hụt nha bạn. Hay quá, từ từ, để tao bắt, lấy điểm kinh nghiệm cho nó nhiều. Lấy điểm kinh nghiệm cho nó nhiều. Bình tĩnh anh Anubis ơi. Ok, ngon. 2.000 điểm kinh nghiệm. Thấy không? Chứ mà nó đánh chết điểm ít lắm. Đây có mấy thằng này. Ây da, giờ là tới trong kia là có rồi kìa. Ôi, ban lên đói bụng nữa mẹ, thiệt luôn á. Trời ơi, quên đem thức ăn theo à. Thôi, đi lẹ ra coi. Không thời gian đâu mà không có thời gian đâu mà mà đi bắt từng con hết, đi lẹ thôi, nó đói bụng rồi. Boss đây đúng không? Không, này con bi không phải đường này rồi. Trong đây có cái rương, lượm cái rương, có bánh mì ngon. Có bánh mì ngon ấy, được. Ở đây không có, đây B-Ray không à, B-Ray không thì cút đi mấy đường này rồi. Có mấy con này thì đi hang sướng luôn, chạy cái dù cái tới đường này là đường kia, đi thẳng thì sao nhỉ, đây rồi. Con này con gì à, con này mình cần không ta, mình ok đi luôn. Con này hệ hệ gì, hệ thường, hệ thường thì thôi rồi. Ủi miệng cái lấy le, nhưng mà thả nó biết ra chơi né luôn, anh nó biết kẹt rồi. Ôi da, trời đất ơi, đá mày. Ui, dậm nhảy, dậm nhảy nè, né chết mày, một trồi chấm tư né luôn, còn né luôn, đá nè, hai xị nè. Mày hả, né luôn, bắn cái nữa nè. Ôi da, trời ơi, không kịp, không kịp, không kịp né. Bắn mày cái nè. Cành máu coi chừng sắp chết. Rồi, để tao anh không biết ơi, để tao trăm chắc được. Vô né luôn, né luôn, né luôn. Không lẽ bắt banh đỏ như cái banh vàng này, nhiều khi ảo ma Canada thì
Vô đi em. Ừ. Thợ chặt gỗ 5 xị 5.000 điểm niệm nha bạn, ngon lành. Ngon lành, ngon lành. Bản vẽ mũ kim loại, giáp kim loại chịu nhiệt. Ồ, ngon. Ra ngoài. Thoát khỏi hầm ngục thôi. Chết, mới qua tới đây cái làm cho ui xanh dương luôn mà. Hiếm có khó tìm đấy bạn, chịu nhiệt này là đi mấy cái xứ nóng ngon à. Ok. Đói bụng rồi, mình phải đi về để mình lấy lấy cái con kêu bằng cái gì ta? Lấy đồ ăn. Đói bụng quá. Qua đi được cái ải cái là ngon lành luôn. À, từ từ con quơ xét thì để chờ tao đi, từ từ tính. Chờ đi, từ từ đến đây rồi. Thêm một trứng này nữa nè. Okay. Cả những trứng này đều là trứng Anubis hết các bạn. Đó bụng mà. Ơi. Mẹ mấy cái bánh mì cho nó no đi em ơi. Đúng rồi. Ừ, nó có nó ăn bánh mì nó ăn ác không? Quá trời ăn luôn. Xong, quay trở ngược về. Mình còn mấy cái bánh đỏ liền, nhưng mà mấy con này thì bắt bánh vàng không được thì mới bắt bánh đỏ thôi, chứ còn không thì mới bắt gì phải bắt bánh đỏ bạn, bánh vàng ngon hơn. Đi bộ. Chạy 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 chạy. Ở đây thì vậy chứ mấy con quỷ này nó lộng hành đó bạn ơi. Ỷ nó ỷ cái chỗ này nó bá chủ á, lộng hành lắm. Nhớ mặt tao đi. À đây. Đây, mày biết siêu đó. Cái trứng trứng cỏ đây rồi. Trứng cỏ trứng điện, trứng này trứng điện không trứng cỏ rồi vào luôn thử thách thôi, tiến vào hầm ngục luôn. Con này không biết là đất à, nè dẫn con này ra luôn. Anh không biết đánh đi em, thôi tha tao. Dí tao cái gì vậy? Sao cái gì vậy? Nhưng mà con này hãy lá nó mới tụt chứ. Tì né. Trời ơi. Ảo ma Canada. Trời ơi đau dữ vậy. Hay quá dạ. Ôi da. Thôi tha đi. Rồi bắt hột nữa chứ. Ui da, mẹ nộp. Đau, 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 đau. Né luôn, trời đất ơi. Né luôn nè, né luôn. Xạo hả? Chỗ nào? Đúng rồi, đá đi em. Anubis của mình thấy vậy chứ ghê lắm bạn ơi. Né luôn rồi, giờ bắn sâu nó có 39 máu à. Chơi nó cửa mà hãy lá mà mày hãy lá mà mày hỗn với tao mà né luôn hãy lá mày hỗn với tao mà mày né luôn nè đá nó con mày hả. Ôi mẹ mẹ combo trời ơi ghê nha. 200 máy còn được, cho thêm đánh cho mấy chiêu nữa. Ui da.
chết rồi đó. Vô một banh một ngon lành liền, một banh một nha bạn, được. Ê chà, cũng được kha khá điểm kinh nghiệm nha. Rồi mốt bắt mấy con này chúng ta sẽ được nhiều điểm kinh nghiệm lắm. Con này cũng vậy, là bây giờ đánh nó một cái thôi là nó kéo bầy kéo đàn tới. Đánh nó một cái thôi là nó kéo bầy kéo đàn tới. Không kiếm chuyện á, kiếm chuyện với mình lắm. Trời, ui da, vậy cũng trúng luôn, đạn dí à. Con này level 30 nữa nè. À, đi làm luôn, làm luôn một vòng. Level 30 chứ, cái gì. Đâu nha. Con này chưa lia, mình lia luôn là được. Để là hướng này hợp lý rồi đó, nhưng mà ở đâu mới là vấn đề. Chưa tới. Ai chà, trên đây lại có một cái tượng. Boss nằm đâu nhờ? À đây, thấy rồi. Con này hệ gì vậy? Hệ rồng à? Ủa, ngựa từ từ nha, để coi hệ rồng là nó hướng dẫn sinh tồn. Hệ rồng nó khắc khắc chế như thế nào ta? Nguyên tố rồng là bằng băng khắc chế à? Chết rồi, team lại không có con nào hệ băng cả. Không có con team nào hệ băng cả. Vậy thôi, vẫn là phải sử dụng chúa tể của chúng ta thôi. Dạ, ủa mày nhảy đâu vậy? Ảo rồi. Pha này bấm pha đó. Ảo rồi. Rồi nha. Để mẹ bấm cái nó bay mẹ xuống đây luôn à. Hay thật. Đúng. Bây giờ có con này rồi thì nhầm nhò gì chạy cái lên lại liền mà. Chạy cái lên lại liền yên tâm. Tốc độ nhanh như cắt. Hết. Rương nữa nè, bánh mì à, được đấy. Rồi xuống, xuống hàng thôi. Dù gì cái vẫn phải là đưa, gọi là chịu đấm ăn xôi thôi. Đây. Vô em. Đàm tốt đấy. Ôi con rồng. Tính ra anh biết đánh cũng mạnh mà, quýnh gì hết, quýnh được nửa, gần nửa ống mẹ. Ây da, trời nó thổi hết hồn vậy, không kịp né luôn á. Đừng dí nữa, đừng dí. Quýnh nó đi. Hai bay quýnh nhau đi. Ừ, đúng rồi, anh biết đụng cái 270, ngon quá. Đá cái 200, oh damn. Nhưng mà nó quýnh Anubis cũng không giữ đâu mà. Ghê đây. Né luôn. Né luôn, hết kẹp luôn. Elfim Run. Đá vô mỏ mày nè. Cái nữa em ơi. Rồi, được rồi, cái này để tao.
né luôn. Né luôn. Né luôn, né luôn. Dễ quá. Né nữa nè. Né nữa nè. À, banh vàng sắp hết rồi. Khó dữ trời. Thôi mà đừng giỡn mà. Đổ qua bên đỏ, còn một bên đỏ. Vô. Trời ơi, đỏ vừa đổ qua bên đỏ cái là bảo vệ. Wow. Ngon đấy. Xong đi con này lên 31 nữa. Rồi ơi, còn một con boss nữa. Hết banh tới nơi rồi. Rồi tính ra mình liên cũng sạch hết rồi chứ bộ. mình liên cũng sạch lắm rồi đó. Ok. Đây có một banh xanh. Giáp đã hư hại rồi. Đây có một cái trại của tụi nó, không biết cái trại này nó được cái trại này đáng, trại đáng để công. Mày hả? À nó biết đá cho thì đúng kiểu luôn. Trại đáng để công. Bắn bật ngửa luôn à. Ghê trời. À, ok. Thì ở đây nó có cái tượng gì đẹp quá nè. À, đây có cái tượng gì đẹp quá nè. Vác lên về được không ta? Không chưa? Không chưa? Ôi, có vậy thôi mà. Xong rồi tao thả đem con kia về tao tới nhà rồi đó. Giờ vẫn đứng đây quýnh nhau. Ôi ơi. Hướng này mở map được rồi sao? Ok, tới một chút cái hướng này mới đúng. Đúng rồi, hướng này mở map. Trời bây giờ vẫn còn rớt banh xanh ngay chỗ này à. Banh xanh dương chứ không phải banh xanh lá nữa. Ừ. Đấy à. Xuống đây là không biết đất nóng hay là chắc là đất nóng rồi. Đây đi mở map thêm. Trời ơi. Đi ngang lắm thôi, nó bắn mình đâu dữ vậy trời. Thì có một con chip mừng sao bay qua đó thôi. Đằng kia có một cái làng hay gì đó. Mình thấy hình như đằng kia có một cái làng hay cái gì đó đó. Ok. Thầm mỏ tận tâm. Ghê. Tên nghe ác chiến vậy ta. Này là đá bình thường. Này là khu mới đúng không? À, bắt đầu là hướng tới mấy khu mới rồi nè. À, đây có cái mỏ thiệt luôn mà. Ủa đi vô được luôn mà. Ủa đi vô được luôn mà.
Wow. Đánh boss, đánh boss, đánh boss. Mình đủ đồ chơi không ta? Vô luôn. À, ở trong đây là con boss win này. Ok. Thì vẫn là như cũ thôi. Xuống, thả Anubis ra. Xong rồi bắn nó một cái. Rồi, Anubis làm đi em. Anubis làm đi. Mở được không? Không có chìa khóa bạn. Trời ơi, tao thu Anubis về liền. Để cho mày nổ chết đó hả? Ôi, tao thu Anubis về liền. Đừng đánh tao. Đừng đánh tao mà. Né luôn. Ôi sao con Anubis nó đá hụt không vậy? Chết rồi, chết rồi. Không được rồi. À, con này hệ lá vẫn là dự sử dụng con này hay hơn. Hỏi lửa đó. Đúng rồi. Mày chết. Mày chết. Đó nó né luôn. Đánh đi, con này đánh được rồi. Cực kỳ hiệu quả, hệ lửa khắc hệ lá, đúng rồi. Ủa gì vậy? Đánh đi em, đừng đừng ngại nó, chơi nó, tung nó. Ba trăm thêm cái nữa, thêm cái nữa. Rồi vô dừng lại né luôn rồi con này có 13% mà tính ra nó còn có 63 máu rồi đó né luôn con này phải quăng vô đầu mới hay vô rồi good boy nô lệ công việc ngon dữ trời sắp lên level 31 luôn rồi nhưng mà giờ không có chìa khóa bạc thì làm sao mở cái rương đó đây không mở được thì đi ra vậy hang này xong rồi không 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 cần thiết nữa bây giờ đổi mấy con làm việc vô mới được đuối luôn mà ok làm việc đi. À, trứng là quá trời là đủ rồi ấy da đó phải không? Trứng đá cực to đóng 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 không nè còn cái trứng bóng tối trứng băng to nữa toàn là cũng thứ dữ không đó ăn xong quay lại làm nha em ăn xong quay lại làm nha anh cần 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 lắm á nhanh lên cái mũ này làm cho xong cho lẹ cho anh đi anh đeo vô cho nó cứng cáp cái này chắc chắn là phòng thủ nó sẽ ngon à, cất đồ bớt đồ quá ok mẹ thiệt thôi cũng may là có cái này long vũ quý giá rồi, tiếp theo gắn hai cái này vô đây phải thay thêm rương nữa nè hết rương mẹ rương kim loại đây bốn
đóng cái này ở đây, rồi để lấy ra đây, bỏ qua đây, bỏ qua đây đi. Đó, ok chưa? Giáp bỏ qua đây luôn. Sắp xếp lại còn nhiều trứng không? Quá trời trứng luôn. Xong chưa? Đúng rồi, thằng Kiều em 65 phòng thủ, quá ngon. 19 nữa, mẹ không thèm. 65 phòng thủ, 130 máu, ngon quá trời ngon rồi. Có cái giáp kim loại này cũng mới đỉnh nè, nhưng mà có cái bây giờ hết vải. À, cái bàn này muốn chế là phải cầm cái này mới chế được. Cầm cái này trên người thì mới chế được nha. Cái bàn muốn chế phải cầm đồ trên người mới chế được nha bà ồ. Ok. Này thỏi kim loại thì đủ rồi đó, da nè, vải nè, cơ quan lửa là chưa có. Rồi cơ quan lửa là vẫn có thể, cơ quan lửa hình như mình vẫn có nuôi nuôi thú được, mình vẫn có thể nuôi thú được. Ví dụ như vải được chưa? Vải bao nhiêu? Trời ơi, sản xuất được một cái. Châm lửa, châm châm thổi nữa. Ok, quá trời trứng luôn. Xong ra xây thêm một cái ấp trứng nữa. Nắp 5 trứng nha bạn. Thiếu một vải vậy. Không thằng nào làm việc hết. Đủ vải luôn chưa đây biết nữa. Ồ, cái con cừu đó bình thường có con cừu đó đẻ là ngon rồi, là nó xúc vải ra nhiều lắm. Nhưng mà có cái là hôm nay mình bận làm cái áp trứng á và bánh kem, cho nên là không có chờ slot để cho con cừu đó để vô. Rồi, để thêm một cái nữa vô. Có vẻ hơi lạnh, toàn tiếng máy không á. Toàn tiếng máy không nha bạn. Đây hai trứng, bên kia hai trứng là bốn con Anubis nữa rồi đó. Hy vọng nó sẽ xuất hiện một cái đột biến gen nào đó để cho nó ra một cái dòng tấn công nào thuộc dạng là cha chú đó. Thì giúp ích được mình lắm. À, đây 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 đây, cái này được rồi, cái này thì mình sẽ đây, đây mình sẽ cho bạn coi con này nè, đỉnh cấp nè bạn. Đây rồi, đây rồi, à, đây rồi. Đây rồi, được được, lấy con này đi đánh boss cho bạn coi. Rồi, tu vô. Lấy con này đi đánh boss cho bạn, nhìn thấy là xiềng liền. Xuống qua cải hết đạn nữa nè. Chuẩn bị chuyển qua súng lục bắn thôi, xuống qua cải đạn thôi. Bắn nạp đạn lâu quá. Ừ, bây giờ đánh boss nào cho hợp lý ta. À, đánh boss này đi. Con này thấy vậy chứ cũng cũng ok lắm á. Rồi ok. Thêm con này là tốt, tại biết sao, cần có những cái con mà này nếu mà nó có dòng đặc biệt á thì nó sẽ cho ra một con Anubis xịn. Đây là tiến vào hầm luôn. Cưỡi lên. Đâu rồi? Thấy ghê vậy, ở đâu rồi? Đâu rồi? Kiếm sĩ sao mày chịu nổi với lại súng đạn con? À, kiếm sĩ sao mày chịu nổi với súng đạn? Kiếm sĩ sao mày chịu nổi với súng đạn đây? Hết rồi, hết bắn được rồi bạn ơi.
Trời ơi. Hôm hôm. Ơi. À, đủ ngựa. Nó bắn chết luôn à, ôi. Shit. Cái sysmy này. Cái gì vãi đái vậy trời? Oh my god, nó bắn chết luôn mà, nó bắn nhiễu vô đầu cái bụp gãy luôn mà bạn. Damn. Chưa kịp bắt luôn mà. Con này đỉnh quá bạn ơi. Rồi. Rồi, bây giờ chắc là mấy cái trứng kia xong rồi đó. Để coi bên đây nó đào được bao nhiêu, còn 270. Ở đây cái nói chung là mấy cái quặng này tốt lắm. Ừ, hợp lý. Lấy cái này về. Lấy đá về luôn, lấy cái này về luôn. Đem tiền về luôn. Rồi, mình giờ về nhà thôi. Giờ về nhà thì nó có hơi rắc rối chút xíu. Giờ về nhà thì nó có hơi rắc rối chút xíu là bây giờ là nó nặng quá, đi không được đúng không? Đi không được chúng ta kéo xuống bỏ. Bỏ đây. Đi xích ở đây chút. Xong rồi lụm lại hết. Lụm lại hết xong bỏ vô đây. Xong, thật sự về về nhà nó dễ. Đơn giản đây còn trăm thỏi kim loại chưa xong nữa nè. À, bây giờ mình làm coi cái số trứng của mình nó nở được hết chưa nha. 5 con Anubis. Đây rồi. À, giờ xổ số đã đến nè, bắn phát súng cho nó lấy hên nha. Rồi ok. Hung dữ, ăn uống khiêm tốn, được. Good. Có một cái option hung dữ là thấy ok rồi đó. Trời, nó coi cái này yêu hòa bình là thua nha bạn, yêu hòa bình là không có sát thương. À, hên xui thôi, hên xui thôi, quên quên, bắn phát súng lấy lợi thế. Ok, cũng được, có một thêm một con hung dữ nữa. Bắn lấy lợi thế. Cái trứng trứng cỏ đó thì từ từ. Option chán vậy trời. Hung dữ mà nó không có một cái skill vàng, cái nội tại vàng nào nữa vậy. Trời ơi. Thôi kệ cũng được. Thì lần này là mình sẽ có thêm kha khá con để mà gọi là dùng đó. Ừ. Ổn định, ổn định, ổn định. Tư duy tích cực này là cái gì? Tinh thần giảm chậm hơn, cái này làm việc là số 1 luôn. Bất thường là sao? Giảm sát thương thông thường nhận vào. Giảm sát thương thông thường nhận vào xuống 10% cái bất thường thì cũng khá ngon. Ok. Tư duy tích cực là giảm tinh thần đúng không? Yêu hòa bình này thua. Yêu hòa bình này thua, con này để làm chơi thôi chứ còn không ăn tiền. Con này nghiện làm việc nè, bây giờ mình sẽ gọi là phối con nghiện làm việc này với lại một con gọi là hung dữ hả? Hung dữ có rồi, nghiện làm việc có rồi, tư duy tích cực. Bây giờ mình có một con cuồng cơ bắp khá ngon đúng chưa? Bây giờ mình sẽ phối với lại một con hung dữ nghiện làm việc, tư duy tích cực, nô lệ công việc. Nô lệ công việc cái này là tấn công giảm nha, dính vô nô lệ công việc là chết liền, cho nên là mình sẽ phối với lại một con hung dữ không đi. Với lại tư duy tích cực, hai con này sẽ phối lại với nhau thì nó sẽ ra một con Anubis cuồng cơ bắp với lại hung dữ. Hung dữ là tăng 20% tấn công nữa, cuồng này 30 là 50% tấn công. Đó, ok không? Rồi bây giờ mình sẽ trước tiên là mình sẽ lấy con này ra. Mình con này cái, con này được, ok được. Bất thường. Con này được hả? Hung dữ tư duy tích cực. Ăn uống khiêm tốn, vậy là chỉ có một con cái thôi, con này được rồi, vậy là hai con, nhưng mà bất thường này cũng được nè, tinh thần giảm chậm thôi, vậy lấy con này hung dữ trước, rồi một con rớt xuống, nhấc nó lên quăng vào, đó, phối ra hai chiêu sát thương nha bạn, hai chiêu sát thương đỉnh của chớp, mình phối ra hai chiêu sát thương, rồi bây giờ mình sẽ thêm một con này vô nữa là con mình sẽ lấy con nào ra bây giờ ta?
con nào lấy ra cho nó, con này đào khoáng lấy cái này ra đi, từ từ nha. Sẽ lấy con này ra, mình để con này vô. Ok, vậy là mình bây giờ là sẽ không có Anubis phục vụ rồi đó, tại vì để trong đây thì ít ra cũng phải để cho nó đẻ cái đã, ra trứng rồi đó. Rồi ok, hai con nảy sinh tình cảm với nhau đi, ta đi lấy bánh kem lại cho. Được thì nở thêm luôn bạn, được thì nở thêm luôn. À, bốn bánh mình lấy hết luôn, nở cho bốn trứng nữa luôn, nở bốn trứng nữa luôn. Ok không? Đó, vậy là chúng ta sẽ có một con Anubis với hai dòng đam. Và nếu như mà hên xui sau đó bốn trứng này nhưng mà nó lại ra một cái, một con nào đó nó xuất hiện một cái dòng xịn nữa thì mình sẽ có một con ba dòng rất là tuyệt luôn. Không, cho nên bây giờ thì cứ ok, cứ tiếp tục thôi. Tiếp tục làm bánh, mình làm cho 5 bánh nữa. Lần sau thì mình sẽ phối một con làm việc ở B. Hôm nay thì chúng ta cũng có một con này với lại một cái đàn Anubis. Con này thì bây giờ cái con này của mình thì cũng không có gì, chỉ có nhanh chóng với dòng máu rồng thôi. Mình sẽ cố gắng phối con này thêm một dòng, gọi là hình như là nó có một số cái dòng cũng khá là ngon cho cái con thú cưỡi đó. Nói chung là nó cũng có dòng khá là ngon, giống như là nó hình như là có cái dòng, không biết là có dòng giảm thể lực không, là nó sẽ đỡ sử dụng thể lực hơn, đi nó sẽ lâu hơn. Nói chung cũng khá ngon. Ok, sản xuất cái này đi. Hai con Anubis này thì ở đây đang là đẻ bốn bốn trứng cho mình, cho nên là cũng khá tốn thời gian. Quẹo 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 cái này đúng không? Lượng máu, lượng giáp cơ bản ra rồi, đánh boss sao? Con này mới nè, con này mới súng bắn được ta đấy. Ôi da, 12%. Nãy bắn con kia bắn ngay đầu đam to, con này bắn hơi ít, tích điện với lại tham ăn mà thấy thua rồi. Mới vô luôn, tham ăn chống nước. Trời, sao con này tham ăn không vậy? Phèn ỉa thế nào ta? Con này ôi, bắn cái chết luôn mà, ghê không? Chúng bắn ngay đầu là thôi luôn, hít sọt á. Hết đồ ăn hả? Ủa, hết đồ ăn hả ta? Sao lại hết đồ ăn được nhỉ? Ăn đi em, sắp tới rồi. Ồ khoan, vậy là con này nó vậy là con này nó nằm đâu dưới đây nè. Ồ, hình như có hang hay sao á, không có hang không? Chứ con này mình ở trên kia kiếm không thấy. Đi tới cái hình rồi, đáng lẽ là phải thấy chứ không thấy gì đó. Không, cố mình ngủ á. Ủa kỳ ta, cái bụng lạ nha. Ủa, nằm đâu nhỉ? Ở hướng này là đúng rồi nè. Bỏ trái đi lên đây. Đây, nè đứng ngay hình luôn rồi nè. Các bạn thấy đứng ngay hình luôn không? Nè mà có thấy con boss rồi đâu? Boss bay. Sao nhỉ? Ủa con này là đi hướng nào vô vậy?
mình nghĩ là chắc chắn là nó phải có một cái hang hay sao đó, đa phần là phải có một cái hang á. Đây có một cái này. Gặp ban đêm nữa chứ, nói giờ đi về mai quay lại chứ giờ tới thua không thấy đường. À nhớ 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 à, giờ ở đây là boss ở trong đây hả, khổ quá cơ. Hôm nay boss là toàn ở trong hang không ha, ngon lành chắc chắn rồi. Trời ơi. À, ngủ à, ngủ à, thôi được rồi. Ngủ à, giật cũng đau dữ chứ bộ, nhưng mà họ không ăn thua với nó bạn ơi. Con này nước để lá hả, nước lá thì bây giờ chỉ có xuống ngựa thôi đó. Đau dữ vậy, có hệ đất đánh nó tốt. Mày 140 ngon quá. Ơ da hụt à, vậy mà hụt được hay đấy. Con kia nó đẩy ác thiệt. Ôi, acid rain, kỹ năng nước. Thằng cái hạt chết. Đâu. Con này 2.900 ơi, xỉu à. Xỉu nè, xỉu. Đầu trong cái tư rồi quay đầu rồi đó, hướng mình sẽ bắn nó dễ dễ trúng. Né liền ghê không. Banh đỏ thì đá rồng quý giá, sức mạnh của Gaia 6.500 nha bạn. 6.500 con này được đấy, con này ngon, con này mình có thể mình có thể setup đi để luyện level được á, ngon á, nói chung là ổn áp, ổn áp á. Rồi ok, sức mạnh của Gaia, không biết là con đó cái đó có ngon không, cái đó không biết có like được không. Đa phần có một số cái hiệu ứng là nó thuộc dạng là nó độc quyền cho cái con đó đó, thì bạn sẽ like và nó không có ra cái đó cho những cái con khác.
Bánh đó là bánh cứu mày đó, chứ không là mày chết rồi con. Tĩnh tâm. Bắt con này cũng được 2 xị, 2 ngàn. Không? Chỉ cần ủi một cái thôi. Phèn dữ vậy, phèn chua quá ta. Quăng banh thầy không ra 4 mấy% mà nếu mà canh máu tốt thì cũng được, không cần phải tới banh vàng đỡ tốn. Thợ đào mỏ, ôi thợ đào mỏ này thì nó không có option gì khác ngoài việc là nó sẽ tăng cái tỷ lệ đào cho cái người chơi thì đúng là cũng không ngon lắm. Sẵn tiện đi farm chất lỏng luôn, hôm nay thiếu chất lỏng quá. Đây có cái trứng lửa nè, không nào phải trứng lửa, trứng đất, trứng bóng tối. Hết hả ta? Ít gì nhỉ? Khu này ít mấy con đó quá ta. Mình lia hết hay sao? Giống như kiểu như bị mình lia sạch hết rồi. Mở thêm map mới ở khu này mình chưa đi tới nhiều. Mở thêm map mới luôn. Khu này thì có thấy rồi, nhưng mà quẹo bên phải đúng không? Quẹo bên phải thì chưa thấy. Quẹo bên phải đi. Rừng tre, ở rừng tre này mình có gặp rồi nhưng mà nó còn chưa chưa mở được hết, nó còn nhiều chỗ nó còn chưa mở. Hai trăm bốn mươi sáu mét đằng trước là nó có một cái trụ dịch chuyển được, cứ đi thôi. Cái rương đỏ, chìa khóa bạc đúng không? Bố mày có đem theo rồi, lần này quyết định rồi. Đó. Bản vẽ nỏ, bản vẽ nỏ xanh này thì có rồi, không ăn thua. Có mấy con này cũng ghê nè, cũng ngon nè. Đây nó có một cái trại, để không biết cái trại này đang cua nó đang nhốt con gì. Giống con đó thì cũng thường, mình cũng không thèm, không thèm lắm. Bữa nào rảnh đi ngang lia đó, chứ còn bây giờ thì không rảnh nè, giờ nó đang bận. Một tiếng bánh mì ghê. Đây nè, tới đây là có một cái hàng lại là boss à. Trứng lửa xịn. Ở đây nè em, đi đâu vậy? Level 13, trời đất ơi, hang mà hang level 13 thì cũng không đúng kiểu là không biết làm gì luôn á. Có thể là cho hang level cao cao hơn xíu không? Ta level 30 đi hang level 13, dân chúng coi tao ra gì? Dân chúng coi tao ra gì trời? Cái hang này giờ vô chỉ có nước chảy lia thôi, chứ vô boss rồi quýnh boss chắc cũng làm 2 hit lấy tiền. Ba đường thẳng. Đây có rương. Không có rương. Có rương không? Có rương chứ. Để vô boss luôn ta, không phải. Biết mà, vô tới đây là cũng nghi là không phải rồi.
mà nó cũng không có rương ở trong đây luôn. Bình thường ở trong đây nó sẽ có một cái rương mà ở đây này, thuốc cấp thấp. Ai, chọn nhầm đường rồi. Nhầm đường rồi, bây giờ phải đi ra đi lại lần nữa. Ở bên đây thì sao? Ở bên đây nó có một cái vũng nước. Lộ qua vũng nước này để coi nó có cái gì bên kia. À, vô boss luôn, hay lắm. Ai à, boss Phát Bắc. Boss level 9. À, mày luôn. Rồi. Thiệt luôn, tao đụng mày cái cho mày chết luôn quá. Chuyện nọ bắn nó chứ không nó chết bạn ơi. Vô đi em, anh không có thời gian đâu. Đưa vào thấp quá cho nên mình cũng không thèm, phải không? Ok, đang vẽ nọ nữa. Dây chuyền tấn công, trời ơi hên quá, vô cũng liên cũng được 600 mấy điểm kinh nghiệm. Ừ, cũng nhanh mà, cái phải đi cái mấy cái hang level cao hơn thôi, chứ cái hang level thấp như vậy thì mình đi mấy cái đồ mình không có cần nữa, nó mình qua mình vượt qua cái khỏi cái mốc rồi. Ừ, cho nên là nói chung là cũng không vô lia đại lấy điểm kinh nghiệm chơi vậy thôi, chứ còn mà để nhanh nữa thì chắc là không có. Ui, dưới đây là có một con level 23. Con này mình chưa có clear hả? À, con này level 30, con này level 23. Đấy. Mình quẹo phải qua để mình đi vô bên đây chút, mình mở mở thêm map. Ở đây nó dễ vậy ta. Level ở đây lại thấp như vậy, cái map mới mà. Ở đây đây có heo W3, trời ơi W3 boss à. Vậy mà mình, vậy là mình đi cái level hơi cao rồi đó so với cái này của mình. Vô đi em ơi, à, vô đi ra. Anh lấy nỏ ra bắn nữa chứ không là nó hơn level nữa nó chết. Cái gì vậy? Que ba que bốn gì? Không có tuổi nào chống đỡ được đâu. Lượm tiền. Có con này có nhanh chóng luôn bạn, ngon ha. Lông thú, blend. Đây coi nó có boss gì không? Ôi, chạy hết khu này luôn, đúng kiểu là nó không có tí xíu nào gọi là cái gì đó. Mới lạ luôn á. Yeah, được đấy. Rồi xuống em. Con này level 7 thôi, gõ đa gõ tay thôi bạn ơi. Bắn cung coi chừng chết thiệt. Con này trâu lắm, con này trâu bắn cung được. Được. Nghe thấy xè xè là cũng nghi, có đột nhiên có nhạc phải không? Ui, ui, ui. Chiêu gì ghê vậy? À, vậy được. Vậy thì tao càng muốn bắt mày. Wow, chiêu gì đỉnh vậy trời? Hoặc may mắn nhanh chóng hai option luôn, rất ngon. Lambon à, tuyệt vời đấy à, ngon đấy chứ. Cái con kiểu shiny kiểu vậy là nó kiểu như là sao, nó sẽ có những cái chiêu xịn hay sao, cảm giác như bạn thấy không, chiêu xịn vãi, gây đam to đấy chứ không phải giỡn đâu nha. Ok, đây là gọi là hết chưa nhỉ? Hết rồi, tới biển rồi. À, chúc mừng.
Rồi, vậy là đây là hết map này rồi. Ok, đi qua bên kia, đi qua cái núi cao cao bên kia. Đảo dài dòng kiếm được con shiny cũng ngon đấy chứ. Tính ra ổn định. Đúng lửa nữa. Ui, bên đây nó cái dạng kiến trúc này là có người xây bạn ơi, chứ không phải kiến trúc tự nhiên nữa rồi. Đấy. Dạng kiến trúc này có người xây. À, leo lên không được. Sao hay vậy quá. Hay dạng leo lên không được quá. Ok. Khu vực này là khu vực gì đây? Núi Obsidian. Obsidian này là có Lưu Huỳnh nè. Chỗ nào lên núi bây giờ? Ok, chỗ này lên được ra. Hí. Wow, ở đây cũng có quặng nè, ngon không? Hí, lên. Ấy da. Học rồi. Rung tím hợp lý luôn, quả cầu đỏ. Tao không thấy con quái nào ta. Ồ, hay là có vấn đề gì đây? Sao không thấy con quái nào vậy? Ở đây luôn tím mọc banh đỏ nha. À không, cái này trứng chứ không phải banh. Có một cái dịch chuyển ở dưới trứng lửa. Nhìn khu này sơ sát vậy. Nhìn khu này sơ sát vậy. Cái bụng à, cái bụng của bánh mì lượm đi em. Gương vàng, wow, chìa khóa bạc. Bản vẽ súng lục. Bản vẽ súng lục màu gì? Màu xanh. Được, 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 được. Vậy thì hợp lý rồi. À, màu xanh đó là về mình khỏi học bản vẽ. Khỏi học cái trong kia chi cho nó tốn điểm. Mình học cái bản vẽ súng lục mình luôn. Shit. Con đất gì nhờ? 36 à. Được đấy, từ từ nha. Con này lửa. Lửa thì thí dụ như trong đội tao lại có con nào mà gọi là nước không nhỉ? Không có à, có con này, có con này là hệ nồ mô nhưng mà nó có chi nước được. Ghê 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 ghê. Ôi ôi đây nhiều lắm, nhiều con này lắm. Ôi da, nó có con màu đỏ gì nữa kìa. Hai sĩ mà không thấy đam vậy. Ôi đúng một thằng lớp của mình có một cái một gần chết luôn à. Hai sĩ, tụi hai sĩ mà không thấm bạn ơi. Được đấy, gặp đúng đối thủ rồi đó. Chết chết mẹ, dứt. Acid Rain. Đâu ác thịt. Tao nhanh mà mình đu qua đu lại chơi cho nó. Good boy. Thông minh đấy con trai. Bạn 5% mà quá là bạch vàng 5% mà. Sáu bảy phần trăm mà căng nhờ. Ồ căng nhờ. 18% bên đỏ. Đỏ kiểu cảm giác như không thi nhê gì vậy. Không, không ăn thua rồi, con quỷ này trâu quá.
này thì nè 20% nè, không bắt được mày tao không về. Tám hào banh quá, banh cũng là tiền nha bồ, banh cũng là tiền nha. Trời ơi, banh đỏ mà không có cơ hội nhảy 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 cái thứ hai luôn. Đúng rồi, trời ơi. Ôi, banh đỏ không có cơ hội nhảy cái thứ hai đâu mà bạn. Mày em không bắt được mày tao không về. Đi vào 36 mày cũng về thiệt. Rồi, banh 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 xanh kia là dục luôn các bạn, banh xanh kia là không có không tác dụng luôn. Ghê ghê ghê. Wow, ba sĩ nha bạn, gần lên level 32 luôn. What the fuck, con này lửa nữa, bên đây toàn lửa không mà giờ bắt nó không nổi đâu bạn. Thôi mình chậu cái đã. Hơi ghê, hơi ghê. À, ở dưới đây là có một cái dịch chuyển đúng không, đâu nhỉ? Rồi dịch chuyển nhanh đi làm một con boss cái cho nó đầu cho nó đầy level luôn. À.